Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty OK Việt Nam. Và hôm nay em muốn chia sẻ với mọi người một vấn đề mà vẫn luôn được các nhà chăn nuôi quan tâm, đó là việc tiêu chảy trên heo con cai sữa. Và cụ thể ở đây là việc tiêu chảy do yếu tố dinh dưỡng trên heo con cai sữa. Mọi người cùng tìm hiểu với em nhé. Và đầu tiên thì là về nguyên nhân tiêu chảy trên heo con cai sữa thì cai sữa thì vốn là một thời điểm khó khăn nhất của heo. Và việc tiêu chảy thì mọi người thường nghĩ là do nguyên nhân là do các mầm bệnh như là vi khuẩn Salmonella, E. coli hoặc là do rotavirus. Nhưng về vấn đề dinh dưỡng thì cũng là một nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy. Và vấn đề này thì thường do 3 sai lầm trong việc xây dựng khẩu phần. Thứ nhất là việc thức ăn không kích thích heo ăn. Việc thức ăn không kích thích heo ăn sẽ dẫn đến heo đói. Và heo đói trong thời gian ngắn thì cũng sẽ làm giảm khả năng tiêu hóa cũng như là giảm hệ miễn dịch trên đường tiêu hóa của heo. Sau thời gian đói này thì heo sẽ ăn nhiều lên và sẽ do việc giảm tiêu hóa từ trước cho nên là sẽ có một lượng thức ăn dư thừa không tiêu hóa được và sẽ gây tạo điều kiện cho các vi khuẩn gây bệnh. Về sai lầm thứ hai là khẩu phần thức ăn có chất lượng thấp. Thì mục đích của việc này là để giảm chi phí trong chăn nuôi. Tuy nhiên thì việc này không những làm giảm kích thích thèm ăn trên heo mà còn làm giảm khả năng tiêu hóa của heo. Về sai lầm thứ ba là việc sử dụng các nguyên liệu có yếu tố kháng dinh dưỡng. Thì việc sử dụng một số các nguyên liệu như là khô dầu đậu nành sẽ có một số yếu tố kháng dinh dưỡng như là glycine hoặc là beta con glycine thì sẽ gây nên viêm đường tiêu hóa trên heo. Kết hợp với việc giảm tiêu hóa và lượng thức ăn dư thừa thì việc tiêu chảy trên heo cai sữa là việc chắc chắn sẽ xảy ra. Và sau đây thì em xin giới thiệu mọi người một số giải pháp dinh dưỡng cho vấn đề này. Thì đầu tiên là việc lựa chọn nguồn carbon heo lắm. Thì vì do lượng ăn vào trên heo cai sữa thường bị hạn chế cho nên là chúng ta cần sử dụng một nguồn carbon heo lắm chất lượng cao, dễ tiêu hóa để kích thích sự thèm ăn cũng như là được cung cấp thêm nhiều năng lượng cho heo. Trên heo con thì hàm lượng enzyme lactase tự nhiên rất là cao cho nên là chúng ta có thể bổ sung một số nguồn lactase như là whey khô, whey protein hóa hay whey pomade trong khẩu phần heo con. Thì khi lượng lactose đủ rồi thì khẩu phần trên heo cần bổ sung carbon hydrate thì chúng ta có thể giảm đi một chút. Về giải pháp thứ hai là việc lựa chọn nguồn protein. Thì vấn đề này thì nguồn protein hay là hàm lượng protein trong đậu nành luôn là một vấn đề gây tranh cãi. Tuy nhiên thì đa số các chuyên gia dinh dưỡng đều cho rằng là không nên sử dụng khô dầu đậu nành chưa qua chế biến trong thức ăn heo, bởi vì khi đó nó có một số yếu tố sẽ gây dị ứng đường ruột và làm giảm khả năng tiêu hóa cũng như là giảm việc thèm ăn. Chúng ta nên sử dụng nguồn khô đậu nành đã qua chế biến như là khô đậu nành ép đùn hay là khô đậu nành lên men, hoặc có thể là sử dụng đạm đậu nành đựng đặc trong khẩu phần của heo con. Giải pháp thứ ba là về axit hóa. Thì dạ dày của heo thì cũng đã có một lượng axit để làm giảm các yếu tố gây bệnh như là các vi khuẩn. Tuy nhiên thì khi chúng ta bổ sung thức ăn vào cho heo thì lượng axit này lại không đủ để axit hóa lượng thức ăn, mà khi pH vượt quá 4,2 đến 4,5 thì sẽ làm giảm tiêu hóa trên heo con. Từ đó thì các lượng protein dư thừa sẽ là chất nền để các vi khuẩn gây bệnh. Từ đó là chúng ta cần bổ sung các chất axit hóa thức ăn, và mọi người có thể tham khảo thêm về sản phẩm Stomacid Protect Mono. Sản phẩm này thì là hỗn hợp các axit hữu cơ mạch ngắn và axit hữu cơ mạch trung, tăng dụng lên cả vi khuẩn gram âm lẫn vi khuẩn gram dương. Giải pháp thứ tư là về dạ dày cũng có vai trò trong việc tiêu hóa polysaccharide. Thì cũng như là các nguồn cung cấp protein thì các nguồn cung cấp tinh bột như là ngô, lúa mì, lúa mạch thì chúng ta cần phải xử lý trước khi bổ sung vào khẩu phần ăn, và chúng ta nên nghiền mịn trước khi bổ sung vào khẩu phần ăn thì sẽ giúp tăng khả năng tiêu hóa trên heo. Thì về vấn đề này thì bên em đã làm một video về việc kích cỡ hạt sau nghiền có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả chăn nuôi, mọi người có thể tham khảo thêm qua video này. Vấn đề tiếp theo là về việc lựa chọn chất béo. Thì nguồn chất béo chúng ta cũng cần phải kiểm soát trước khi cơ thể của heo có thể tự xử lý được.
thì việc này sẽ gây khó khăn cho các nhà sản xuất thức ăn về chi phí cũng như là việc sản xuất. Tuy nhiên thì chất béo thích hợp nhất thì là cho heo pha sữa là axit béo không lo bão hòa đa, thì chúng ta có thể sử dụng dầu đậu nành để giải quyết vấn đề này. Giải pháp tiếp theo là việc bổ sung các enzyme tiêu hóa. Thì quá trình cai sữa thì sẽ làm giảm lượng enzyme tự nhiên của cơ thể. Từ đó thì chúng ta nên bổ sung các enzyme tiêu hóa, không những làm tăng hiệu quả sử dụng thức ăn trên heo mà còn sẽ làm giảm chi phí trong việc sử dụng thức ăn. Và mọi người có thể tham khảo thêm một số enzyme tiêu hóa trên thị trường như là Unicell hay là Supergreen. Giải pháp dinh dưỡng tiếp theo là về tính kháng nguyên. Thì một số nguyên liệu như là khô dầu đậu nành hay là khô dầu dừa thì có thể có hiệu quả cao trên các giai đoạn heo lớn hơn như là heo choi. Tuy nhiên thì ở heo cai sữa thì việc sử dụng các nguyên liệu này thì sẽ có một số yếu tố gây kháng dinh dưỡng, và các tế bào cảm thụ ở trên nhung mao của ruột sẽ không phân biệt việc kháng nguyên của nguyên liệu cũng như là độc tố vi khuẩn gây bệnh, thì sẽ gây nên một hiện tượng kháng nguyên. Và hiện tượng này sẽ gây viêm đường tiêu hóa và sẽ làm giảm khả năng tiêu hóa. Vấn đề này sẽ càng nguy hiểm hơn với điều kiện cai sữa ở trong trang trại kém. Và chúng ta có thể sử dụng đồng phương pháp hay là kẽm oxy với liều cho phép để giảm vấn đề tiêu chảy trên heo cai sữa. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi lắng nghe. Hy vọng các thông tin sẽ bổ ích với anh chị. Mọi người nhớ like và subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi khi có video hữu ích mới nhé. Một lần nữa cảm ơn các anh chị và hy vọng hẹn gặp anh chị ở các video tiếp theo.